Xin chào mọi người, hạnh nhân là một loại hạt dinh dưỡng phổ biến có chứa hàm lượng dinh dưỡng cao. Trong thành phần của hạt hạnh nhân thì có chứa nhiều chất xơ này, có giàu các cái chất béo lành mạnh, vitamin, khoáng chất, mang lại nhiều cái lợi ích tốt cho sức khỏe của người sử dụng. Với cái hạt hạnh nhân này thì chúng ta có thể sử dụng để ăn trực tiếp luôn này, hoặc là mình có thể sử dụng để làm sữa hạt, làm bánh kẹo các loại nữa. Hạnh nhân thì ở đây nhà em đang có bán hai loại hạt, một loại là cái hạt hạnh nhân đã tách vỏ như thế này, hạt đã tách vỏ nhá, đây là hạt sống đấy, cái hạt như này là đã tách cái lớp vỏ cứng ở bên ngoài rồi, đây là cái nguyên cái hạt này, và hạt này mình sử dụng mình ăn được tất cả cái này luôn nhá mọi người nhá, đấy không phải bỏ cái gì nữa, mình gọi làm chế biến lên và mình ăn thôi. Còn cái hạt một cái loại nữa là cái hạt này là hạt có nguyên cả vỏ nhá mọi người nhá, hàng này là hàng đã sấy chín rồi, mình có thể ăn được luôn đấy, cái này là nguyên có cả cái lớp vỏ cứng ở bên ngoài đấy. Một gói như thế này thì nhà em đóng gói là 0,5 kg nhá mọi người nhá, cả cái đã bóc vỏ và cả cái này đều là 0,5 kg. Cái này thì mình có thể là đây, mình bóc cái lớp vỏ này đi và mình ăn trực tiếp luôn. Và cái giá của hai cái loại này là cũng khác nhau nhé mọi người nhé, của cái loại nguyên hạt này, cái loại mà nguyên cái hạt không đã bóc vỏ rồi thì giá đang là 280.000 đồng 1 kg. 1 kg là gồm hai túi như thế này nhé mọi người nhé, một túi này nhà em đóng là 0,5 kg này, cái này cũng một túi, cái này một túi này là cũng 0,5 kg nhé, cả vỏ như thế này. Cái loại này thì nó rẻ hơn, loại này thì nó sẽ rẻ hơn là 260.000 đồng 1 kg. Đấy, đóng túi cũng là 0,5 kg ạ. Cái này thì mình, cái loại này nó là cái hạt nó giàu chất dinh dưỡng ấy, thế nên là với cái hạt này thì mỗi ngày thì mình chỉ ăn, nên ăn cái lượng vừa phải thôi, chứ mình cũng không nên ăn nhiều quá đâu. Mỗi lần mà mình ăn cái hạnh nhân này mình ăn khoảng tầm 4-5 hạt đấy, mỗi ngày mình chỉ ăn khoảng tầm đấy thôi, nhưng mà mình ăn đều đặn nhá, nó sẽ rất là tốt cho sức khỏe. Chứ trường hợp nếu, tránh cái trường hợp nếu mà mình ăn nhiều quá thì nó có thể là nó gây nên cái tình trạng đầy bụng khó tiêu đấy. Hạnh nhân này thì nhà em ship code toàn quốc nha mọi người nhé, ship code toàn quốc, mọi người mà nhận hàng thì mọi người sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đấy, các bác anh các chị mà mình cần mua cái sản phẩm hạnh nhân này, có thể là nguyên hạt hạnh nhân không hay là hạnh nhân đã sấy sẵn, sấy chín sẵn như thế này, cả vỏ như thế này, thì các bác anh các chị mình liên hệ cho nhà em theo số điện thoại là 0868184777. Mọi người có thể gọi điện trực tiếp hoặc là gọi Zalo, nhắn Zalo đều được, số nhà em có cả Zalo luôn. Ngoài cái hạnh nhân này thì nhà em còn có bán nhiều các cái loại hạt, các loại trà, thảo dược, đồ ngâm rượu và đặc sản Tây Bắc khác. Mọi người mình đăng ký kênh để xem thêm các cái sản phẩm khác của bên em nhé.